thấy nó ăn bắp đã không? Bé chút xíu rồi các bạn. Hôm nay là ngày 29 tháng 7. Thì 8 em này được 26 ngàn. Hôm nay chính thức được 26 ngàn. Cho bắp luộc cho đó thấy sướng không? Ăn sướng không? Ăn liên tục nha các bạn. Ăn rau và ăn bắp. Rau hồi sáng bỏ vô một mớ rau ăn hết rồi. Giờ bỏ vô miếng bắp cho nó ăn. Thấy sướng không? Mẹ nó nè, mẹ nó cũng ăn mấy cử rồi. Ba nó nè. Chào các bạn nha.